Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc so sánh giữa hai chai nước hoa, đó là Amour Reflection và Jean Paul Gaultier Le Male. Hai chai nước hoa này về thành phần mùi hương là hoàn toàn khác nhau như video trước mình đã nói. Thế nhưng mà khi mà xịt ở nó, hai chai nước hoa này đều có ít nhiều cái sự tương đồng. Do đó ngày hôm nay chúng ta sẽ có một sự so sánh nho nhỏ là mùi hương của chai nước hoa nào ok hơn, tốt hơn và thu hút hơn. Đó, trước tiên để nói về Le Male, chai nước hoa này khi vào thời điểm nó ra mắt vào năm 1995, nó được đánh giá là mùi hương kinh điển cho nam giới. Đó, một loại nước hoa nam lấy hương thơm chủ đạo là từ vani và hoa oải hương, vốn dành nhiều cho nước hoa của nữ. Thì có nghĩa là gì? Cái chủ đạo của mùi hương này, cái tinh thần của mùi hương Le Male đó là sexy, ngọt ngào và quyến rũ. Một cái mùi hương nếu mình cảm thấy là nếu như các bạn gái nào vốn quen với những cái hình tượng mà cánh mày râu gần như là giống như kiểu là nó là tiêu chuẩn, ví dụ như là phải nam tính, quần sơ mi, áo sơ mi, quần nâu, sơ vin lúc nào cũng phải đĩnh đạc, cũng phải chín chắn chẳng hạn. Nếu như bạn gái nào cảm thấy cái hình tượng đó nó đã quá là nhàm chán và các bạn thích một cái gì đó nó đột phá, nó thay đổi, thì những cái chàng trai mà dùng cái mùi hương Le Male này là một cái sự mới mẻ, cực kỳ thu hút đó. Còn chai Amour Reflection này, như mình đã nói là mùi hương của chai nước hoa này thì trước tiên nó sạch sẽ, nịnh mũi, nó có một chút ngọt, một chút phấn hoa. Có nghĩa là một cái mùi hương nịnh mũi, mềm mại và luôn ở trong mọi giới hạn. Nó luôn ở trong giới hạn, ở trong mọi khía cạnh. Có nghĩa là nó không đột phá nhưng nó cũng không bị đánh giá là kém ở một cái mặt nào khi sử dụng mùi hương của chai nước hoa này. Đó. Và tiếp theo chúng ta hãy xem mọi người sẽ đánh giá mùi hương của chai nước hoa nào ok hơn, tốt hơn. So here I have two smell of two fragrance. So can you smell and you which one you prefer? And this one? Smell something. Yeah. I don't like that one. You don't like this one? How about this one? I can't smell. It's too soft. Yes. So it means both fragrance you don't like? No, I prefer that one. This one? Yes. Okay. So can you have? Yeah. Okay. And here. Why? This one's too sweet for me, and I think this one's better. Do you prefer that one? Yeah. This one, she say it's too sweet, and she like this but one. It's super strong for me. I don't like. And you like this one? No, I think this one's better. We are so different. Yeah. Super different. Okay, oh yeah. Here and here. Typical fortunes. Okay, that one. This one? Yes. Okay, sexy? You feel sexy some of this smell? I don't know. No? So strong? It's strong, it's kind of fruity. Yeah. Okay. That one's not as strong. I can't smell it much. Okay. Okay, so here I have a two smell of the true fragrance. Okay. So you smell and then which one you prefer? Mm-hmm. Yeah, here and here.
Okay. Which one you like? This one? Okay. Mm-hmm. Yeah, for me, it's one. This one. Too strong? No, this one is for me. Yeah. Because this is too sweet. Yeah. It's so you like sweet. This one? Yeah. Yeah, okay. Okay, thank you. Okay. Thì các bạn có thể thấy đối với các chị em, mùi hương của Le Ma nhỉnh hơn. Có nghĩa là Le Ma nó thu hút đối với các chị em hơn. Tất nhiên là cũng có những người không thích, nhưng mình đang nói ở đây là về cơ bản, đó là các chị em thích mùi của Jean Paul Gaultier Le Ma. Đổi lại, chai Amour Reflection này thì lại được cánh mày râu, nghĩa là những người cùng chiến tuyến với chúng ta thích mùi hương này hơn. Đó. Thì vậy chai nước hoa nào Le Ma hơn hay là Reflection hơn? Câu hỏi này khá là khó để trả lời. Và với cái quan điểm của mình, không chai nước hoa nào hơn chai nào cả. Nó phụ thuộc vào bạn sẽ sử dụng mùi hương nước hoa của chai nào vào dịp nào đó. Nếu như các bạn làm, để mình nói thế này cho dễ hiểu, Le Ma nó sẽ là cho tuổi trẻ. Có nghĩa là gì? Các bạn, nếu như các bạn là tầm từ khoảng 20 đến 25, lúc đó các bạn thích có một cái sự phóng khoáng, thích có một cái sự sôi nổi đó, thu hút, các bạn muốn thu hút mọi người, thì Jean Paul Gaultier Le Ma là một sự lựa chọn cho các bạn, bởi vì nó đáp ứng mọi những cái yếu tố cần thiết dành cho các bạn. Thế nhưng sau cái độ tuổi 25, lúc đấy các bạn đã có một cái sự trưởng thành, các bạn có một cái sự chín chắn, thì lúc đấy cái sexy nó không phải là một cái yếu tố tiên quyết để cho các bạn thích thể hiện, mà các bạn thích một cái gì đó nó đã trưởng thành hơn, thì Amour Reflection là một cái sự lựa chọn cho các bạn đó. Cho nên mình nói là nó phụ thuộc vào cái nhu cầu các bạn sẽ sử dụng. Còn về cơ bản, hai mùi hương của hai chai nước hoa này nó đều rất là hay, đều rất là ok đó. Thì trên đây là những cái cảm nhận của mình khi mà so sánh hai chai nước hoa Amour Reflection và Jean Paul Gaultier Le Ma. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.